Trước thì chúng ta đã làm cái phần mà chuyển đổi giữa các cái phương thức biểu diễn hệ thống. Có hai cái bài tập thì xuất phát từ một cái phương trình vi phân bậc n. Đấy, chúng ta chuyển đổi thành bốn cái cách khác, đó là phương trình trạng thái, rồi hệ là thực chất phương trình trạng thái là một cái hệ phương trình vi phân bậc một. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi ra là một cái hệ phương trình tích phân, rồi thì ra cái sơ đồ mô phỏng, rồi phương trình của mô hình. Đấy, cái bài thứ hai là chúng ta lại có trong tay cái phương trình trạng thái, và từ cái phương trình trạng thái chúng ta cũng biểu diễn ra bốn cái cách biểu diễn khác. Thế thì nó chỉ là chuyển đổi giữa các cái phương pháp biểu diễn thôi, thì nó đều có cái mối quan hệ với nhau. Nếu mà ngoài thực tế có thể nó có mối quan hệ vật lý, ví dụ như cái bài lò xo và vật nặng, thì như thế là nó có cái mối quan hệ vật lý giữa A với lại V và quãng đường. Thế nhưng mà có những cái bài toán mà nó không phải có cái mối quan hệ vật lý như thế, nhưng mà chúng ta cũng có thể biến đổi được để thành từ dạng này sang dạng khác. Tất nhiên là có những cái mức độ nó cũng khó, ví dụ như là biến đổi từ một cái hệ phương trình vi phân bậc 1 nhưng mà có đến ba cái trạng thái, thì chúng ta biến thành một cái phương trình vi phân bậc 3 thì cũng khá vất vả. Thế thì nhưng mà cũng về toán học mà nói thì cũng hoàn toàn là làm được. Thế nhưng mà chúng ta đều thấy một điều là nếu có trong tay cái phương trình trạng thái ấy, thì chúng ta sẽ có thể thể hiện được cái hệ thống của chúng ta, biểu diễn được cái tính động của cái hệ thống rất là rõ ràng, bởi vì là cái phương trình vi phân thì nó thể hiện cái sự thay đổi của một cái đại lượng trong một cái khoảng thời gian delta t đấy, hay là dt đủ nhỏ đấy. Thế thì cái sự biến đổi của cái hệ thống trong mỗi cái khoảng khắc thời gian đấy thông qua cái phương trình vi phân là chúng ta có thể thể hiện được. Thế cho nên là chúng ta, nếu như chúng ta giải cái phương trình vi phân đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái xu hướng phát triển của cái hệ thống động của chúng ta. Thế thì người từ cái suy nghĩ đó thì người ta mới nghĩ đến cái chuyện là làm sao có thể là tổng quát hóa để mà có được một cái mô hình chung. Đấy. Các cái bước tính toán trong một cái quy trình cho tất cả, một cái quy trình tính toán cho tất cả những cái hệ thống động. Đấy là một cái ý tưởng rất là to lớn, bởi vì chúng ta đã biết là các cái hệ thống động của chúng ta muôn hình vạn trạng. Thế mà bây giờ làm sao để có thể ra được một cái cách làm tổng quát cho mọi hệ thống động. Đấy. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ thử xem là cái cách làm của người ta như thế nào. Thế thì nếu như mà chúng ta chỉ nhìn cái hệ thống như một cái hộp đen, thì đứng ở vai trò người quan sát chúng ta sẽ thấy là có thể quan sát hoặc là đo đếm hoặc là thu thập được cái dữ liệu của đầu vào và đầu ra. Đấy, chúng ta thấy như thế đúng không nào? Nếu như mà ta có một cái hệ thống và chúng ta không cần biết là hệ thống đấy có cái gì bên trong, thế nhưng mà ta nhìn thấy là nếu ta tác dụng vào nó một cái gì đó thì nó sẽ có cái hành vi ra sao, có nghĩa là sẽ có đầu vào và đầu ra, và đầu vào và đầu ra thì nó là không phải chỉ có một đại lượng mà nó có thể là nhiều cái đầu vào và nhiều cái đầu ra, cho nên là ta coi như nó là một cái vector đầu vào U và một cái vector đầu ra V. Hai cái đầu vào và đầu ra này thì nó là hàm của thời gian. Đấy, bởi vì là nó phụ thuộc thời gian tùy từng thời gian mà chúng ta tác động vào hệ thống, hoặc là cái hệ thống nó chịu sự tác động của bên ngoài, là nó như chúng ta đã thấy không có cái gì cố định cả. Với con người chúng ta chẳng hạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng giây là mọi cái thứ mà môi trường nó tác động vào chúng ta như thế là nó rất là nhiều thứ. Đấy, và nó thay đổi theo thời gian. Thế thì tất nhiên là cái hành vi của cái hệ thống con người chúng ta thì cũng cũng không phải lúc nào cũng y hệt như nhau. Có thể là cùng là cái công việc đấy nhưng mà ngày hôm sau đã khác ngày hôm trước. Đấy. Thế thì đó là nếu chúng ta coi cái hệ thống của chúng ta như một cái hộp đen.
Thế thì nhưng chúng ta là những người mà phân tích hệ thống thì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống bên trong nó có chứa các cái đại lượng trạng thái, và cái đại lượng trạng thái đấy nó là cái đặc trưng, nó là cái thể hiện cái hệ thống của chúng ta, nó thể hiện cái sự cái mọi mặt mà cái hệ thống của chúng ta nó làm được. Đấy. Thì cái đại lượng trạng thái thì nó đóng vai trò trung tâm của cái hệ thống, nếu như chúng ta mổ xẻ nó ra về mặt cấu trúc. Và chính cái đại lượng trạng thái này chúng ta thấy là nó đã kết hợp với các cái đại lượng khác để mà nó tạo ra bên trong cái hệ thống của chúng ta một cái tính động học ở bên trong. Và như thế thì là các cái đại lượng trạng thái này tất nhiên là nó là một cái hàm của thời gian. Nó phụ thuộc vào cái nó chịu ảnh hưởng của cái tác động bên ngoài. Đấy, ví dụ như là chúng ta mà phải 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 chứng kiến cái gì đó thì mà xúc động chẳng hạn, tim chúng ta sẽ đập đập lên rất nhanh, hoặc là bộ não của chúng ta là nó phải có những cái xử lý. Đấy, thế thì như thế là nó cũng phụ thuộc vào cái, tức là nó chịu cái tác động của cái đầu vào là u. Và cũng chính nó nữa, chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều về cái sự hồi tiếp, tức là tự nó có cái sự phản hồi ngược lại. Cho nên là ở đây chúng ta thấy cái trạng thái Z, nếu chúng ta gọi nó là Z, thì cái trạng thái Z đó thì nó cũng là một cái hàm, ta gọi là hàm F lớn, là một cái hàm của chính nó, của cái đầu vào và của thời gian. Đấy. Thế thì và bản thân nó thì nó có thể là nó có thể là một trạng thái, nó có thể là nhiều trạng thái. Đấy. Thế thì nó cũng là một cái vector. Những cái in đậm thì là ký hiệu trong toán học thì thường là những cái mà người ta đã viết đậm lên thì đấy là bao gồm là một vector. Thế thì bởi vì cái F này chúng ta đang nghiên cứu các cái hệ thống liên tục, thế cho nên là cái hàm F của chúng ta là một cái hàm khả vi liên tục, tức là nó có thể đạo hàm được và nó liên tục. Thế thì cho nên là ta có thể tính đối với mỗi một cái trạng thái Z ở cái thời gian t cộng với dt. Đây ta coi dt là một cái delta t đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là theo cái tính toán thì nó có thể bằng cái ZT. Đấy, là cái cũ của nó. Đấy, của cái thời gian T trước đó. Và cộng với một cái sự thay đổi. Đấy. Đấy, một cái sự thay đổi theo thời gian. Đấy, và nhân với cái bước nhảy thời gian DT. Đấy, thì cái này thì chúng ta thấy là đây là cái cách tính tích phân gần đúng đây. Thế hay nói một cách khác là nếu chúng ta chuyển cái ZT này sang bên này thì chúng ta sẽ thấy rằng là ta có cái ZT cộng với DT trừ đi ZT thì bằng cái DF trên DT này, DF lớn trên DT, và ta gọi cái DF lớn này là F nhỏ, tức là gọi thế thôi, là để có một cái ký hiệu, thì chúng ta sẽ có là Z của cái thời gian t cộng với dt trừ đi cái đại lượng Z của thời gian t, thì chúng ta sẽ có một cái f nhỏ nhân với dt. Và nếu chúng ta chia hai vế cùng cho dt, và nếu mà dt đủ nhỏ để tiến tới dt nhỏ thì ta sẽ có chính là cái phương trình trạng thái mà chúng ta đã nói với nhau. Đấy là dz trên dt và bằng một cái hàm phụ thuộc vào z và u và vào thời gian. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là ta có như thế, là cái phương trình trạng thái, cái mà như cô đã nói là nó rất là quan trọng, nó thể hiện cái tính động của hệ thống. Và nếu như mà cái đầu ra thì chúng ta thấy là bản thân cái đầu ra này thì tất nhiên nó phụ thuộc vào
vào trạng thái rồi, và nó cũng bị dính dáng tới một phần của cái đầu vào đấy. Nó có thể là cái đầu vào nó có thể lọt qua hoặc là nó khuếch đại lên hoặc là giảm bớt đấy. Thế thì chúng ta thấy là V đấy, cái đầu ra ấy, nó là một cái hàm của, ta gọi là hàm G đi, của trạng thái của cái đầu vào và của thời gian. Thì tất cả những cái này ta cần phải in đậm lên, tức là nó là một cái vector, tức là nó có thể là gồm nhiều cái đầu ra. Đấy, không hẳn, nếu chúng ta chỉ biết chữ thường thì nó chỉ là một cái đầu ra thôi. Đấy. Đấy. Thế thì như vậy là chúng ta thấy ở đây là ta có hai cái phương trình cơ bản. Một cái là cái phương trình trạng thái và một cái là phương trình của đầu ra. Đấy. Thì phương trình trạng thái nó là một cái hàm phụ thuộc vào chính nó, vào cái đầu vào và thời gian, và phương trình đầu ra thì là một cái hàm phụ thuộc vào trạng thái, vào đầu vào và thời gian. Thế thì dựa trên hai cái phương trình này, người ta thấy rằng là có thể xây dựng ra một cái sơ đồ khối chung cho mọi hệ thống. Đấy, cho mọi cái hệ thống liên tục. Thì ta có thể thấy xây dựng là có thể xây dựng được như thế này, là cái hệ thống của chúng ta đây. Đấy, hệ thống của chúng ta thì đây là cái mà Z0 là cái trạng thái giá trị đầu của các cái đại lượng trạng thái. Thì như vậy nếu chúng ta có một cái đầu vào U, nó thông qua một cái hàm S nhỏ. Đấy, hàm S này phụ thuộc vào thời gian này, phụ thuộc vào U này, và phụ thuộc vào chính cái Z này. Đấy, thì sẽ sinh ra được các cái phương trình trạng thái. Và cái phương trình trạng thái này sẽ đi qua một cái bộ tích phân để biến thành trạng thái. Và cái trạng thái này nó sẽ tạo nên cùng với thời gian và cùng với một phần của U lọt qua để mà tạo thành cái hàm G của cái đầu ra V. Đấy. Thế thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy là như thế, cái hệ thống của chúng ta là nó có một bộ tích phân, có hai cái hàm F và G, có một cái giá trị đầu Z, đấy, Z0. Và như thế là với cái đầu vào U, đầu ra V. Và ở đây nếu như chúng ta xác định được hai cái hàm F và hàm G thì chúng ta sẽ giải được toàn bộ cái hệ thống này. Đúng không nào? Đấy. Thì đây nhá, quay trở lại, chúng ta thấy là ta có phương trình trạng thái này. Đấy. Và bởi vì là đây là dz trên dt thì tất nhiên qua một cái bộ tích phân thì nó sẽ ra được là z. Và nếu mà chúng ta tìm được một cái hàm g của đầu ra phụ thuộc vào z và u và t thì chúng ta sẽ có hai cái, với hai cái phương trình này, phương trình trạng thái và phương trình của đầu ra, là chúng ta có thể thể hiện hoàn toàn được cái hệ thống của chúng ta. Chúng ta có thể biết được rằng là nó có những cái nội dung của nó, có những cái gì ở bên trong, và cái đầu ra, cái hành vi của nó sẽ thể hiện như thế nào với những cái tác động của đầu vào đây. Đấy. Thế thì với cái sơ đồ này, đây là một cái sơ đồ chung tổng quát cho mọi cái hệ thống liên tục, là nó có đầu vào này, có đầu ra, nếu như chúng ta coi nó là một cái hộp đen. Thế còn nếu mà chúng ta nhìn nó như là một cái hộp trong suốt thì chúng ta sẽ thấy ở bên trong nó có hai cái hàm, một cái là cái hàm mà là cái phương trình trạng thái, thể hiện cái phương trình trạng thái, và một cái hàm là thể hiện được cái phản ứng của cái hành vi của đầu ra. Thế nếu như mà chúng ta tìm được hai cái hàm F và hàm G này thì rõ ràng là cái hệ thống của chúng ta là chúng ta hoàn toàn là có thể phân tích được một cách đầy đủ. Đấy. Thế thì trên cái ý tưởng đó
thì người ta mới nghĩ đến là sẽ có một cái quy trình tính toán như thế nào. Đấy. Thế thì họ sẽ xây dựng được ra những cái bước tính toán cụ thể cho một cái hệ thống, cho một cái hệ thống động mà liên tục. Đấy, bước thứ nhất là chúng ta sẽ phải nhập các cái giá trị đầu của các cái đại lượng trạng thái ở tại cái thời gian t0 nào đó. Đấy, và tất cả những cái thông số ở cái thời điểm đó. Đấy. Thế thì như cô đã nói, cái giá trị đầu là rất là quan trọng, giống như kiểu là chúng ta bắt đầu vào cái startup mà chúng ta có một cái vốn liếng gì đó, hoặc là một cái cơ số gì đó về 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 nhân lực vật lực chẳng hạn. Đấy, thế thì đó là một cái giá trị đầu rất là cần thiết. Người mà có cả một cái cơ ngơi to lớn thì tất nhiên là sẽ xuất phát điểm nó phải khác với một cái người mà hai tay bằng tay không bắt giặc, đúng không? Thế thì như vậy là đầu tiên là ta phải biết được các cái giá trị đầu của các cái đại lượng trạng thái và các cái thông số mà ví dụ như là chúng ta biết các cái thông số ví dụ như về vật lý chẳng hạn, là có cái gia tốc rơi tự do đã được công nhận là bao nhiêu, hệ số này hệ số khác, tất cả những cái thuộc về cái hệ thống của chúng ta, những cái thông số đấy là chúng ta có thể là biết được, và chúng ta đầu tiên là chúng ta phải nhập những cái thông số cũng như là các cái giá trị đầu đó. Sau đấy thì tại mỗi một cái thời điểm t, tức là t cộng với cái t0 đấy cộng với một cái khoảng cách thời gian nào đó. Thế thì tại mỗi một cái thời điểm t thì chúng ta sẽ xác định cái đại lượng đầu vào. Đấy. Để xem là ở mỗi cái thời điểm đấy thì cái tác động của môi trường lên hệ thống nó là cái gì. Thì tất nhiên đây là cái mà chúng ta cũng phải quan sát được, cân đong đo đếm được. Đấy. Thế thì đấy là tại mỗi thời điểm t là ta bắt đầu tính bắt đầu là xác định được cái đại lượng đầu vào. Đấy, thì là cái này là hoàn toàn do quan sát mà chúng ta sẽ thu được. Sau đấy thì nếu mà có những thông số phụ thuộc thời gian, ví dụ như là cái tỷ lệ sinh đấy, thì nhưng mà nó phụ thuộc thời gian là chẳng hạn như là người ta cho nó phát triển từ từ thôi, chứ không phải là chúng ta thả ngay để cho nó bước nhảy cóc, mà chúng ta cho nó phát triển theo một cái hàm tuyến tính nào đó chẳng hạn. Nếu ví dụ như lúc đấy có một cái nghị quyết gì đấy của chính phủ, thế thì nó là một cái thông số, tỷ lệ đó là một cái thông số, nhưng mà cái thông số này nó phát triển không phải là hằng số cố định mà là nó phát triển theo thời gian chẳng hạn, hay là ví dụ như có một cái quá trình thuế chẳng hạn, thuế là người ta sẽ bắt đóng dần dần lên hoặc là giảm đi, hoặc dần dần giảm đi hoặc là dần dần tăng lên, nó có một cái hàm số nào đó, thì ở đây là chúng ta cũng hoàn toàn là cũng có thể xác định được nó phụ thuộc vào cái thời điểm t này, và tất nhiên là cũng không bắt buộc là phải có những thông số phụ thuộc thời gian, nếu có thôi thì chúng ta cũng phải xác định. Đấy, bởi vì những cái đấy nó tác động vào cái hệ thống của chúng ta. Thế sau đấy thì chúng ta đã có đã có các cái thông số rồi, thì chúng ta sẽ và chúng ta lại biết cái phương trình trạng thái. Đấy, thì chúng ta sẽ tính toán cái sự thay đổi, tức là cái đạo hàm, hay nói cách khác là cái tỷ lệ thay đổi của cái trạng thái trên một cái delta t nào đó. Đấy, thế thì chúng ta tính toán được, có nghĩa là nếu chúng ta có cái phương trình trạng thái thì chúng ta đã có cái F này, thì chúng ta hoàn toàn tính được cái tỷ lệ thay đổi này, đúng không? Đấy, thế sau khi mà chúng ta có được cái tỷ lệ thay đổi đấy thì chúng ta tích phân lên để tính toán đúng cái đại lượng trạng thái là hình dáng tính tình nó là như thế nào. Đấy, nó độ lớn của nó là bao nhiêu. Đấy, thì tất nhiên là đã có phương trình trạng thái thì chúng ta tích phân lên thì chúng ta sẽ tính được trạng thái đó, thì trạng thái nó bằng là cái trạng thái tại thời điểm t thì nó sẽ bằng là cái z0 này cộng với cái lượng thay đổi đây. Đấy, thế thì cái lượng thay đổi đây thì tất nhiên phụ thuộc vào cái phương trình trạng thái này. Đấy, thế thì đây là tích phân khoảng từ cái t0 là cái bước là cái điểm xuất phát của chúng ta đến cái thời gian t là một cái thời điểm tức thời nào đó.
Thế thế thì đấy là chúng ta đã có trạng thái, và khi đã có trạng thái đã có u thì chụp vào lại biết cái hàm g này thì tất nhiên là chúng ta sẽ tính được cái đại lượng đầu ra v đó. Thế thì như vậy là chúng ta thấy là cái tất cả các cái hệ thống động mà liên tục của chúng ta trong trên thế giới, đấy, trong cái vũ trụ này thì đều có thể được quy đồng ra một cái hệ thống, tổng quát đấy, như thế này. Đấy. Và với cái hệ thống, với một cái sơ đồ khối chung này thì chúng ta nhìn thấy là nếu chúng ta đã biết cái điểm xuất phát của nó, giá trị xuất phát này, chúng ta biết cái hàm F, chúng ta biết cái hàm G, chúng ta đo được cái đầu vào thì chúng ta làm chủ được cái hệ thống và biết được hành vi của nó. Đấy. Ứng với cái đầu vào đấy nó như thế nào. Đấy. Và chúng ta có thể tính toán được toàn bộ cái hệ thống đó với 6 cái bước này. Đấy, thì các em thấy đây là một cái mà người ta tổng quan hóa tất cả các cái hệ thống động liên tục thì nó đều tuân theo một cái quy trình tính toán chung, nó đều có thể quy ra một cái sơ đồ tổng quát như cô vừa mới trình bày. Thế như thế thì về mặt toán học các em thấy là toán học giúp chúng ta phân tích mọi cái hệ thống động dưới cái dạng là các cái công thức toán như thế đấy, và người ta đưa ra cái quy trình tính toán cụ thể như vậy. Nghĩa là nếu mà chúng ta tìm được F, được G, biết được U, biết được cái giá trị cái các cái xuất phát điểm của các cái trạng thái, là chúng ta làm chủ cái hệ thống, mà chủ cả cái nội dung của nó lẫn cái hành vi của nó. Đấy. Thế thì đấy là cái phần mà chúng ta phân tích về mặt toán học. Ừ. Tất nhiên là nó còn nhiều thứ khác, nhưng ở đây thì cô chọn cái dễ hiểu nhất để các em thấy rằng là về cái mặt hệ thống mà nói thì người ta đã có những cái phân tích để mục đích là làm sao để làm chủ được cái hệ thống. Đấy, và người ta đã đưa ra về mặt toán học một cách tổng quát như thế. Thế thì khi mà nghiên cứu về các cái hệ thống động ấy thì người ta sẽ xem cái xu hướng phát triển của nó và cố gắng là tổng quát và đưa ra được những cái nhận định về cái sự phát triển của nó, về cái hoạt động của nó, và có một số cái mẫu cơ bản để cho chúng ta có thể dựa trên đó để phân tích hệ thống. Đấy. Đây không phải là tất cả, nhưng nó là những cái cơ bản có thể thường thường xảy ra. Đấy, để cho chúng ta như là có các cái mẫu đấy để nhìn vào để mà đánh giá hệ thống. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà như vừa nói lúc nãy thì là cái hệ thống của chúng ta sẽ được cô đọng thành dưới dạng biểu diễn của hai cái loại là phương trình trạng thái và cái phương trình đầu ra. Đấy. Thế thì cái tính động học của hệ thống thì là nó thể hiện ở cái phương trình trạng thái, bởi vì là chính cái tính động học bên trong đấy là nó giúp cho cái hệ thống nó có những cái hành vi tương ứng. Đấy. Đấy, thế cho nên là cái bản chất thì là nó sẽ, nếu mà chúng ta nghiên cứu cái cấu trúc của hệ thống thì cái phương trình trạng thái nó thể hiện cái điều đó. Thế thì nếu như thế thì cho nên người ta mới đi sâu vào cái phương trình trạng thái này để xem xét cái hệ thống. Đấy. Thì nếu mà không có đầu vào, đấy, có nghĩa là u mà bằng không, thì có nghĩa là hệ thống độc lập. Đấy. Giống như là chúng ta tự cô lập mình đấy, trong một cái không gian nào đó, thì cái lúc đấy thì chúng ta sẽ tự soi mình, là hoặc là các cái mô hình nghiên cứu về con người thì người ta phải loại bỏ hết những cái yếu tố tác động ở bên ngoài để xem các cái hệ thống tuần hoàn hô hấp, bài tiết, tiêu hóa nó hoạt động như thế nào. Đấy, thế thì như vậy là cái đầu vào đấy, u đây ta coi bằng không đi thì hệ thống của chúng ta sẽ là một cái hệ thống độc lập,
không phụ thuộc vào cái yếu tố bên ngoài. Và như thế thì chúng ta nhìn thấy là cái phương trình trạng thái nó giản lược đi, nó chỉ là Z phẩy thì phụ thuộc hoàn toàn vào Z thôi, chứ không còn là dính dáng đến cái đầu vào nữa. Và khi đó ấy, thì nó sẽ có những cái gọi là điểm cân bằng, có nghĩa là tại đó thì cái hệ thống nó không thay đổi trạng thái nữa. Đấy. Hay nói một cách khác là dz trên dt bằng 0, có nghĩa là cái tỷ lệ thay đổi cái trạng thái nó sẽ là không có cái sự thay đổi nữa, thì nó sẽ là cân bằng. Đấy. Thế và nhưng mà nó cân bằng không có nghĩa là nó ổn định, có những cái cân bằng nó bất ổn. Đấy, có những cái cân bằng thì nó là ổn định, tức là mọi xu hướng mà nó dồn vào nó thì nó là ổn định, nhưng mà lại từ nó thoát ra thì nó lại là bất ổn. Đấy, cũng giống như là chúng ta đã xem xét một số các cái ví dụ của chúng ta, thì chúng ta thấy là cái ví dụ mà xã hội chúng ta nhìn thấy rõ nhất là nó có thể là tan rã, nó có thể là ổn định, là nó đi xu hướng nó cứ giảm dần. Đấy, hoặc là đến một cái trạng thái là nó không thay đổi nữa. Đấy, hoặc là nó bằng không, hoặc là nó không thay đổi nữa. Nhưng mà có những cái khu vực thì nó lại bùng phát lên, nó khuếch đại lên. Thế thì như vậy là ở cái điểm cân bằng nó có thể là ổn định hoặc là bất ổn. Thế thì đầu ta sẽ khoanh vùng và ta sẽ đi sâu vào các cái hệ thống tuyến tính. Đấy, các cái hệ thống tuyến tính có nghĩa là các cái trạng thái ấy, nó không kết hợp trực tiếp với nhau. Đấy, không giống như là cái bài thỏ cáo của chúng ta, là một cái hệ thống phi tuyến, là thỏ và cáo phải gặp nhau thì mới ăn thịt được nhau. Thế thì nó có cái Z1 nhân với Z2 đấy. Ví dụ con thỏ với con cáo, con thỏ là Z1, cáo là Z2, thì Z1 nhân với Z2 như thế là nó không phải là tuyến tính. Thì ở đây ta thử nghiên cứu các cái hệ thống tuyến tính giống như là hệ thống lò xo, xem là nó như thế nào, thì ta sẽ thấy rằng là cái hàm F, mà hàm F này người ta đối với các hệ thống tuyến tính thì nó là một cái ma trận A. Đấy, là một cái ma trận A. Ví dụ như ta có hai cái đại lượng trạng thái là Z1, Z2 thì A của chúng ta sẽ là một cái ma trận 22. Đấy. Đấy, thì là ứng với từng cái 22 là A, B, C, D, thì A nhân với Z1 cộng với lại B nhân với lại Z2 chẳng hạn. Đấy, thì nhưng mà có hai trạng thái, nhưng hai trạng thái này nó không có cái mối quan hệ dính dáng đến nhau. Đấy, nó chỉ là có liên kết ở trên một phương trình, nhưng mà nó không có quan hệ trực tiếp với nhau, không có Z1 như Z2, thì là các cái hệ thống tuyến tính. Thế thì nếu như chúng ta thấy rằng là đây, điểm cân bằng là ở nơi mà các trạng thái của hệ thống không thay đổi, có nghĩa là cái Z phẩy này hay là cái hàm F này, cái hàm F này là A nhân Z đây, phải bằng 0. Thế thì như vậy thì muốn tìm ra cái điểm cân bằng nó ở đâu thì ta chỉ đặt cái này bằng 0 thì chúng ta sẽ tìm được ra, đúng không? Đó. Và nếu mà nó là hệ thống phi tuyến thì người ta có cái xu hướng là ở gần cái điểm cân bằng ấy, người ta sẽ tuyến tính hóa để mà có thể rút ra được những cái nhận định về cái tính có ổn định hay không ổn định tại cái vùng cân bằng đó. Đấy. Thế thì xu hướng là nếu mà gặp phi tuyến thì người ta sẽ cố gắng là tuyến tính hóa ở gần cái khu vực đấy, để làm sao là cũng nhờ vào các cái mẫu cơ bản để mà có những cái nhận định, những cái mẫu cơ bản đối với hệ thống tuyến tính để mà cũng rút ra được những cái nhận định, đấy, xu hướng cho cái phi tuyến. Thì đấy là cái cách làm của người ta. Đấy, là với tuyến tính thì chúng ta sẽ có thể có điều kiện để nghiên cứu, bởi vì nó cũng dễ, tuyến tính thì nó dễ để mà rút ra kết luận hơn. Sau đấy thì nếu mà gặp phi tuyến thì người ta sẽ có một cái cách làm là người ta sẽ tuyến tính hóa cái vùng cân bằng đấy để người ta lại sử dụng lại những cái kết quả mà đã nghiên cứu được ở cho những cái hệ thống tuyến tính. Đấy, thì đấy là cái cách làm. Thế còn phân tích thì như vậy là người ta trong các cái hệ thống tuyến tính thì người ta chia ra, thứ nhất là
xem là cái mối quan hệ giữa các cái đại lượng trạng thái trong các cái hệ thống tuyến tính bậc 1 với bậc 2 nó quan hệ với nhau như thế nào và có cái tính ổn định của nó, người ta có thể nhận định như thế nào. Thế thì cũng có thể cái hệ thống của chúng ta chỉ có một cái đại lượng trạng thái thôi, thì cái phương trình trạng thái của chúng ta như thế là chỉ có một cái z thì z phẩy thì bằng az, thay cho vì đây là một ma trận A thì nó chỉ còn là một hệ số A thôi. Thế thì như thế A nó sẽ gọi là hệ số hồi tiếp, bởi vì là z phẩy phụ thuộc vào z thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự hồi tiếp ở đây, và cái A này gọi là hệ số hồi tiếp. Và chúng ta thấy A chỉ có thể có ba khả năng xảy ra là A lớn hơn không, A bằng không và A nhỏ hơn không. Đấy. Thế thì nếu mà A lớn hơn không thì đấy là hồi tiếp dương, A nhỏ hơn không là hồi tiếp âm, còn A bằng không thì tất nhiên là không có hồi tiếp. Và như thế thì là nếu như chúng ta có một cái giá trị đầu của Z là Z0 thì như thế là cái hệ thống của chúng ta nó sẽ là không có cái gì thay đổi cả, và nó luôn luôn nó bằng cái Z0 này. Thế thì còn hồi tiếp dương thì chúng ta đã biết rồi, hồi tiếp dương thì dẫn đến là hệ thống của chúng ta là bất ổn, còn hồi tiếp âm thì hệ thống của chúng ta là ổn định. Như vậy là ở đây chúng ta thấy là nếu chỉ với một đại lượng trạng thái thì cái A này, cái hệ thống này ổn định hay không ổn định là hoàn toàn phụ thuộc vào cái hệ số hồi tiếp A này. Đấy. Còn cái Z0 ấy thì không có cái vai trò gì cả, nó chỉ là một cái biên độ để giúp cho cái xác định cái biên độ tại chỗ của cái hệ thống thôi. Đấy. Đấy, thế thì đấy là cái mối quan hệ, thì quan trọng là chúng ta nếu chỉ có một đại lượng trạng thái thì chúng ta tìm xem cái hệ số hồi tiếp này là chúng ta có thể biết được là nó ổn định hay không. Đấy. Thế còn nếu như chúng ta có hai cái đại lượng trạng thái nhưng mà là hai cái đại lượng trạng thái này riêng rẽ, có nghĩa là anh nào đi với anh đấy thôi. Đấy. Z phẩy 1 thì đi với Z 1, Z phẩy 2 đi với Z 2. Không có cái dính dáng gì với anh Z 1, không dính dáng tới 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 Z 2, mà cái anh Z 2 thì không có dính dáng đến anh Z 1. Thế cho nên là nó là coi như là hai cái đại lượng trạng thái nhưng mà nó lại độc lập với nhau. Đấy. Thế thì nếu thế thì cái ma trận của chúng ta, cái ma trận A ấy, thì nó sẽ là một cái ma trận đường chéo. Có nghĩa là A, B, C, D thì chúng ta sẽ có Z phẩy bằng A, Z1 và Z phẩy 2 thì bằng A, D, Z2. Đấy, chúng ta tưởng tượng như thế. Tức là hai cái đại lượng trạng thái Z1 và Z2 này không có dính dáng gì đến nhau về mặt dính dáng đến nhau trong cái phương trình. Ví dụ cái anh Z1 này chỉ tính từ Z1 này chỉ tính từ Z1 ra thôi, Z2 tính từ Z2 thôi, không có liên quan gì đến lẫn lộn với nhau. Đấy, hai cái trạng thái này là độc lập. Thì chúng ta thấy là bản chất mặc dù là hai đại lượng trạng thái nhưng mà nó riêng rẽ như thế này thì nó chẳng khác gì hai cái hệ thống mà chỉ có một đại lượng trạng thái cả. Đấy. Thì như vậy là nếu chúng ta viết tắt chữ S là stable là ổn định và E là instable là bất ổn định, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có 9 trường hợp xảy ra ứng với từng cái hệ số. Nếu như mà với Z1 thì là A và với Z2 thì là D. Thì nếu cả A cả D đều nhỏ hơn không hoặc là một bằng không thì chúng ta sẽ có cái trạng thái là ổn định, như lúc nãy chúng ta đã vừa mới nói với nhau là cái đại lượng chỉ có một đại lượng trạng thái thì cái hệ số của nó quyết định cái sự ổn định hay không, và nếu hệ số đó mà nhỏ hơn hoặc bằng không thì cái trạng thái bằng không thì nó chỉ là bằng z không, còn nếu mà nhỏ hơn không thì nó ổn định. Thế cho nên là kết hợp giữa hai cái A và D này thì chúng ta sẽ có bốn cái khả năng là nó là ổn định, còn các cái khả năng còn lại thì là bất ổn định đó. Thế như thế là chúng ta có như thế là chín cái khả năng. Thế thì cũng dễ hiểu thôi đúng không, nếu như mà hai cái đại lượng trạng thái riêng rẽ như vậy thì nó chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào cái hệ số hồi tiếp thôi. Đấy, của từng cái một, nó không khác gì các cái hệ thống độc lập. Đấy, những cái hệ thống một cái đại lượng trạng thái.
Thế thế xong đấy thì lại hai cái đại lượng trạng thái mà lại liên kết với nhau. Có nghĩa là cái anh Z1 phẩy thì lại được tính toán bởi cả Z1 cả Z2, và anh Z2 phẩy chỉ được tính toán bởi cả Z1 và Z2. Thế thì chúng ta sẽ có một cái ma trận đầy đủ, và chúng ta sẽ có cái phương trình trạng thái là Z1 phẩy thì bằng AZ1 cộng BZ2, và Z2 phẩy bằng CZ1 cộng DZ2. Đây chính là cái bài tập hôm trước của các em. Thì như thế thì là cái tính ổn định của cái hệ thống này thì nó có một cái, khi mà người ta phân tích và nghiên cứu ấy, thì người ta thấy rằng là rất thú vị ở cái chỗ là cái tính ổn định của cái hệ thống này phụ thuộc vào cái vị trí các trị riêng trong cái ma trận ABCD. Đó. Đấy, thế thì nó sẽ như thế nào? Các em có cần nghỉ 5 phút không? Alo, có cần nghỉ 5 phút không? Có. Có Cần nghỉ 5 phút trước khi mà... ạ. Tôi cho em xem cái giờ live trước của em. Như đã nói là cái chương này của chúng ta thì cũng gọi là đá gà đá vịt một tí về mặt toán học, để chúng ta thấy nhìn thấy là toán học người ta đã phân tích mổ xẻ các cái hệ thống động này như thế nào. Tất nhiên là đây là cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ còn hai cái giai đoạn cuối mà dính ra đến toán học thì nó là những lĩnh vực toán rất là lớn và có rất rất nhiều nghiên cứu. Tức là chúng ta, những cái mà chúng ta nói này phải nói là chẳng được bằng một hạt lạc trong cả một cái mẹt lạc đâu. Thế nhưng mà nghĩa là để cho chúng ta có một cái nhìn rằng là về mặt toán học thì người ta cũng đã làm cái này cái kia, chứ không phải chỉ có nghĩ rằng là chúng ta ra được cái chương trình mô phỏng chúng ta làm thế là đã là mỹ mãn là xong hết rồi, không phải. Mà nó mở ra là bao nhiêu là cái lĩnh vực toán học.
Ok, nào chúng ta tiếp tục nha. Ta phải nhẩu nhẩu lên để cho các bạn được trình bày. Sau đây là chúng ta sẽ sang MATLAB Simulink mà, để cho nên là nhanh nhanh lên một tí. Thế thì ta đang nói đến hai đại lượng trạng thái mà lại liên kết với nhau, thì chúng ta sẽ có cái ma trận A, nó sẽ có hình dáng như đính kính như thế này là A B C D. Đấy. Thế thì cái trị riêng của cái ma trận A này, tí nữa thì bạn Hoa sẽ trình bày cái cách tính trị riêng bằng MATLAB, nó tính hộ chúng ta. Thế còn bình thường thì chúng ta tính trị riêng cũng 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 mất thì giờ phép. Thế thế thì cái nghiên cứu dựa theo cái trị riêng thì người ta thấy rằng là nó có những cái dạng như thế này. Nếu như mà trị riêng của chúng ta đây, đấy, ở đây nó gọi là S, một cái bằng không và một cái là phần âm, nó là âm một, hay là cái ma trận A của chúng ta có cái dạng như thế này, thì đây là đồ thị thời gian. Thì cái đồ thị thời gian của các cái đại lượng trạng thái thì nó sẽ có cái dạng là giảm dần như thế này, thì nó xu hướng của nó chúng ta thấy là ổn định. Còn đây là đồ thị pha của hai cái đại lượng trạng thái đó, thì nó có cái dạng là từ phía ngoài mà lao vào cái rãnh này. Đấy, đây là hình dạng của đồ thị pha, còn cái này là đồ thị thời gian, và tương ứng với nó đây là cái vị trí của cái trị riêng. Thế còn nếu như trị riêng của nó lại ở phần dương, đấy, một cái bằng không và một cái dương, thì cái đồ thị thời gian nó sẽ là bùng nổ như thế này, và cái đồ thị pha thì cũng vẫn là theo cái như cái lưới như thế này thôi, nhưng mà nó lại từ cái khe nước này nó phi ra. Đấy, từ cái khe này nó tản ra. Thế thì nó lại là bất ổn. Đó. Thế còn trường hợp này thì cả hai đều âm cả. Đấy, cái trị riêng cả hai đều nằm ở phía âm cả. Thì cũng như vậy, nó là đồ thị thời gian là nhìn thấy là nó sẽ giảm dần. Đấy. Nó phát triển giảm dần như thế này. Còn cái đồ thị pha thì nó không thẳng thẳng như kia nữa, mà nó sẽ tất cả lao vào một cái điểm. Tất cả cái lưới này nó sẽ lao vào một cái điểm ở trong cùng. Thế còn nếu như mà nó lại dương cả. Đấy. Cái kia là có một cái bằng không, một cái dương, còn đây là cả hai đều dương cả, thì chúng ta sẽ thấy nó bùng nổ. Và nó sẽ là từ cái điểm này nó tóe ra như là bắn pháo hoa. Đấy, thế thì là unstable, instable. Thế thế còn nếu như nó không phải ở trục hoành mà nó lại là ở trục tung với trị riêng, nó là nằm ở trục tung cả và nằm ở tản ra hai phía, thì đây nó dao động. Nó dao động, và cái đồ thị pha nó là những đường tròn đồng tâm. Đó. Nếu mà cái khoảng cách tức là nó đối xứng nhau thì ở đây nó sẽ dao động điều hòa và vòng tròn đồng tâm. Thế còn nếu như lại nó lại nằm ở trục hoành đối xứng nhau thì nó có dạng yên ngựa như thế này. Đấy. Và đồ thị pha thì nhìn thấy là nó sẽ có nó thành bốn phần, và nó là không ổn định. Đấy, chúng ta nhìn thấy là nó hình yên ngựa, và nó là từ trong ra. Đấy, tức là nó tản ra chứ nó không có xu hướng là xoáy vào. Đấy. Thế đó là cái một cái dạng nữa của cái vị trí của cái trị riêng. Thế còn nếu như đó là nằm trên trục hoành, nằm trên trục tung, còn nếu như lại 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 cách ra một tí, tức là nó vừa có phần thực vừa có phần ảo, thì nó không dao động điều hòa được, mà nó rơi là dao động tắt dần, và chúng ta nhìn thấy đây như xoáy này, xoáy vào. Và thì nhưng mà nếu mà nó ở bên phần âm này thì nó cũng vẫn là ổn định, còn nếu như thế mà sang bên phần dương này thì nó lại là ngược lại, nó xoáy thì trong ra và nó là bất ổn. Đấy, những cái hình này cô sẽ up lên trên cái trang CMS để cho các em có thể sử dụng khi cần thiết.
Thế thế còn nếu như chúng ta thấy là nếu nó nằm nằm cả ở trên cái trục mạch đấy. Đấy, thế nhưng mà nó hoàn toàn là âm đấy, thì cũng tương tự như những cái trước, chỉ có là cái đồ thị pha với lại cái đồ thị thời gian thì nó không 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 đều đặn nữa, mà nó có cái xu hướng là nó bị để giảm với lại nó chéo chéo như này thôi. Nếu như mà cái đầu tiên chúng ta thấy là nó thẳng băng đấy, nếu cái đầu tiên đây đây chẳng hạn, đây cùng nằm nhưng mà nó là một cái bằng không, thế còn nó chỉnh ra khỏi không một tí thì nó phải lệch đi thôi đấy, đúng không? Đấy, thế còn trùng nhau thì không nói gì rồi đấy. Thế còn đây ví dụ là cái này đấy, thì nếu cái này nó dịch vào không thì cái đường này nó sẽ thành nằm ngang, đúng không? Thế còn nó chệch đi một tí thì nó sẽ chéo chéo đấy, chúng ta thấy như thế đấy. Thế thế còn nếu như lại nằm hoàn toàn ở bên ở ở trục hoành nhưng mà lại cần dương thì nó sẽ là khuếch đại lên, và cái nó không phải từ ngoài nó lao vào cái đường chéo chéo đấy, mà lại là từ cái trong cái phần cái khe đó nó tỏa ra đấy. Thế thế còn nếu như là đó đấy, thì ở đây là chúng ta thấy là có mấy cái dạng như vậy đấy nha, dạng là nằm tại tại không và trên một cái trục, thì cứ trên trục hoành, và nếu như ở bên phần âm thì là bao giờ về phía âm thì nó cũng là ổn định, còn dịch sang phía dương thì kiểu gì nó cũng bất ổn. Cái vị trí của cái trị riêng nó có cái ý nghĩa như thế. Chúng ta thấy nhé, đây nhé, chẳng hạn nằm hoàn toàn trên trục hoành nhưng mà âm thì cũng ổn định, dương thì cũng bất ổn. Xong rồi hai điểm trùng nhau mà âm thì cũng ổn định, dương thì bất ổn. Còn nếu nằm hoàn toàn ở trục cung đấy, mà đối xứng nhau thì cũng ổn định. Thế còn nếu như mà nằm ở trục hoành thì lại thành ra là bất ổn, tức là nếu như nó có cái phần ảo đấy, thì nếu mà nằm ở đối xứng ở phần ảo thì là ok, là ổn định, nhưng mà đối xứng ở cái phần thực thì là không ổn định. Thế xong rồi nếu mà chệch chệch ra một tí thì nó cũng cái xu hướng như thế, nó cũng không khác gì cái phần kia lắm, chỉ có là thay vì hình tròn thì bây giờ nó là méo méo đấy, thay vì dao động điều hòa thì là dao động tắt dần đấy. Thế còn nếu như lại quay lại cái trục hoành thì toàn bộ là âm thì là ổn định, mà toàn bộ là dương thì là bất ổn đó. Thế còn nếu như lại cao hơn hai, tức là chúng ta có ba trạng thái trở lên chẳng hạn, thì người ta cũng thấy rằng là cái giá trị riêng ấy cũng đưa lại những cái ý nghĩa đấy. Ví dụ như giá trị riêng mà là thực, là chỉ chứa phần thực đấy, thì là nó sẽ là phát triển theo cái bất ổn và là hàm mũ đấy, không có chu kỳ gì cả. Nhưng mà nếu trị riêng mà nằm ở phần ảo thì sẽ là có ổn định đấy. Thế thế và phần thực mà âm thì nó với mây 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 thì mới hoàn toàn là ổn định đấy. Tức là cái hành vi hệ thống thì là có thể là có chu kỳ hay không chu kỳ đấy. Thế thì nếu mà là chỉ có nằm ở trên cái phần thực thì không theo chu kỳ, mà nằm ở trên phần ảo thì theo chu kỳ, nhưng mà ổn định thì chỉ khi mà cái phần thực này nó âm đấy. Thế thì để ta nhìn cái hình này thì ta sẽ thấy, thì nếu như là các trị riêng của chúng ta nằm hoàn toàn ở bên cái phần âm này đấy, thì nó sẽ ổn định, hệ thống của chúng ta sẽ hoạt động ổn định. Còn nếu mà nó nằm hoàn toàn ở cái phần dương này thì sẽ bất ổn. Đó. Thì nó và nếu như mà cái giá trị riêng của chúng ta mà nếu như nó mà có cái có dính dáng đến cái đến 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 cái phần ảo thì nó phát triển theo chu kỳ. Đây ví dụ đây, nó có dính dáng đến phần ảo đây thì nó phát triển theo chu kỳ. Đấy.
Thế thế còn có dính dáng gì đến phần ảo thì còn phát triển theo chu kỳ, còn nếu không dính dáng gì đến phần ảo cả thì nó sẽ không phát triển được theo chu kỳ, nó sẽ phát triển theo hàm mũ. Tức là nếu như mà cái chị riêng nằm hoàn toàn ở cái trục hoành thì chúng ta sẽ thấy là đây đây là những cái hình mô tả cho cái sự phát triển của hệ thống, thì nó phát triển theo hàm mũ hoặc là phát triển tuyến tính, nhưng mà nó nó cũng là bùng nổ đấy. Còn nếu nó dao động nó theo chu kỳ thì nó phải có tí gì dính dáng đến cái phần ảo ở đó. Đây ví dụ đây là cũng có tí tí dính đến ảo đấy, cái này cũng có dính vào với phần ảo, thế thì nó sẽ có phát triển theo chu kỳ. Thế còn khi nào nó có cái phần thực âm, tức là nằm ở một nửa bên này, thì nó mới ổn định. Đấy. Còn nếu mà cái chị riêng mà nằm ở một nửa bên 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 dương này thì sẽ bất ổn. Đấy, thế thì đấy là những cái kết luận họ rút ra được khi mà họ nghiên cứu các cái hệ thống động tuyến tính mà từ bậc 1, bậc 2 rồi cao hơn 2, thì họ rút ra được một cái kết luận như thế là cái chị riêng của cái ma trận A đóng một cái vai trò rất là quyết định trong cái chuyện là hệ thống sẽ hoạt động như thế nào, sẽ hoạt động là có dao động hay là không dao động. Đấy. Thế có ổn định hay là bất ổn. Đấy, thế đấy là một cái một cái kinh nghiệm, một cái kết quả mà cũng rất là thú vị. Đấy, cũng mà từ cái nghiên cứu thực tế so sánh với cái toán học, người ta mới thấy có một cái sự trùng hợp là cái ma trận A ấy, nó có một cái vai trò như nào, và đặc biệt là cái chị riêng của nó. Đấy. Từ đấy là có thể rút ra được cái kết luận về hệ thống đấy, sơ bộ đấy. Nhưng mà người ta cũng có thể là sau khi mà biết được cái ma trận A thì người ta tính toán với chị riêng, và từ đấy thì người ta cũng đã có những cái nhận định sơ bộ là cái hệ thống này sẽ phát triển theo kiểu gì. Đây đây cũng là một cái thú vị về mặt toán học. Ừ. Nhé chứ. Và tất nhiên là cái này để rút ra được thì người ta phải nghiên cứu kết hợp giữa 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 mô phỏng với lại cái phân tích toán học, thì ta mới tìm được ra rằng là cái chỉ riêng đóng vai trò như thế nào ở trong cái xu hướng, cái hành vi, cái xu hướng phát triển của cái hệ thống. Ừ. Thế còn những hệ thống phi tuyến thì sao? Thì như chúng ta thấy là người ta cũng cố gắng tuyến tính hóa ở cái gần cái điểm cân bằng đó. Thế thế nhưng mà những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là tất nhiên về phi tuyến thì nó rất là phức tạp, nhưng mà người ta có một cái nhận định, người ta có một cái kết luận là nếu như chúng ta mà mô phỏng một cái hệ thống phi tuyến thì chúng ta sẽ thấy là nó có thể xuất hiện nhiều điểm cân bằng chứ không phải chỉ một điểm cân bằng như các hệ thống tuyến tính. Đấy. Hoặc là các cái cực, cực là gì? Cực là nơi mà nó có cái xu hướng thu hút cái hoạt động của cả cái hệ thống tới. Thì ở đây ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có rất nhiều các cái này là các cái điểm cân bằng. Đấy. Nó xoáy từ coi như là nó xoáy 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 vào này. Đấy. Xoáy vào xoáy vào xoáy vào. Ở đây nó cũng đây đây cực này thì lại là bất ổn này, nó từ trong nó ở các cái điểm cân bằng này, từng cái điểm này thì lại phi ra này. Thế nhưng mà ở đây thì lại còn nhìn thấy có những cái mà nó thu hút hoạt động tới này. Đấy, tức là nó có những cái giới hạn mà ở trong cũng muốn và lao vào cái giới hạn đó, và ở ngoài cũng muốn lao vào cái giới hạn đó này. Đấy, hay là đây là những cái cũng thu hút hoạt động tới này, thì cũng có thể gọi đấy là các cái cực. Đấy. Thì nếu như mà tìm được nhiều cái điểm cân bằng hoặc là nhìn thấy có nhiều cực thì người ta thấy biết ngay đấy là cái hệ thống của chúng ta là hệ thống phi tuyến, hoặc ngược lại khi mà khảo sát hệ thống phi tuyến thì người ta sẽ thấy là nó có cái xu hướng là có nhiều điểm cân bằng và cũng như là nhiều cực. Đấy. Và có một cái rất là đặc thù đối với các cái hệ thống phi tuyến ấy, thì đấy là có cái gọi là giới hạn chu kỳ. Và cái giới hạn chu kỳ này thì chỉ khi nào mà mô phỏng thì ta mới nhìn thấy, chứ còn về toán học thì rất khó mà phân tích được ra.
Thì giới hạn chu kỳ nó là gì? Nó là những cái đường trạng thái khép kín mà làm cho ở bên trong không vượt ra ngoài được, mà ở bên ngoài cũng không vào trong được. Đấy. Nó sẽ chia cái không gian trạng thái của chúng ta thành nhiều khu vực, và mỗi khu vực cũng có những hành vi khác nhau. Ta lấy ví dụ đây là một cái rất là tiêu biểu của cái giới hạn chu kỳ mà đến đồ án môn học các em vì sau sẽ có bạn nhận được cái đồ án mà làm sẽ vẽ được ra cái dạng này. Đấy. Thế thì ta sẽ thấy là nó sẽ ra được một cái giới hạn đây, cái giới hạn có cái sẫm màu. Từ bên ngoài nó cũng chỉ đến được đây thôi, nó không vào được bên trong, mà đến bên trong thì nó cũng chỉ lao được ra cái giới hạn này, nó không ra được đến bên ngoài. Đấy. Thế thì đấy là cái từ cái mô phỏng thì người ta mới tìm được ra cái giới hạn đậm nét này. Đấy. Chứ còn toán học thì không phân tích được rồi nào. Đấy. Thì với cái giới hạn chu kỳ người ta thấy có phân biệt ra có những cái loại là nó có thể là ổn định, nó có thể là bất ổn và nó có thể là bán ổn định, semi stable. Thì ổn định là khi mà cái tất cả mọi thứ nó đều lao vào cái giới hạn đó. Thì ví dụ như bên ngoài cũng lao vào mà bên trong cũng lao ra, nhưng mà cũng đến cái giới hạn đó, thì cả trong cả ngoài đều vào cái giới hạn đấy, thì đấy gọi là cái hệ thống này nó hoạt động ổn định. Thế nhưng mà nếu như là ở ngoài nhưng mà lại từ cái giới hạn này mà nó lại phát triển. Đấy, ví dụ như ở ngoài thì cũng từ cái giới hạn này nó lao hết ra ngoài, và ở bên trong thì cũng từ cái giới hạn này nó quay vào trong, thì đấy là hệ thống là bất ổn. Thì cũng giống như lúc nãy chúng ta nhìn thấy là từ cái một cái rãnh nó phun ra thì đấy gọi là bất ổn, nhưng mà từ ngoài lại chảy hết vào cái rãnh thì là ổn định. Thì ở đây cũng thế, cái đây nó cũng như một cái rãnh thôi, nhưng chỉ tội là cái rãnh khép kín. Thế thì từ đấy nó phát triển ra thì là bất ổn. Nếu còn cái này thì là từ nó là cái khe tròn và tất cả đổ vào nó thì tất nhiên là đấy gọi là ổn định. Nhưng cũng có những trường hợp là nó bán ổn định, có nghĩa là từ nó cũng có thể ra mà cũng có thể vào. Đấy, tức là từ nó thì phun nước ra. Đấy, nhưng mà ra để vào trong. Thế còn ở bên ngoài thì chảy nước vào nó chẳng hạn. Thế thì đấy là bán ổn định. Hoặc là ngược lại là từ trong lại đổ nước vào nó và từ nó lại đổ nước ra ngoài chẳng hạn. Thế thì cũng là bán ổn định. Có nghĩa là nó nửa nọ nửa kia thì là nó là bán ổn định. Thế còn nó ở trong nó chỉ có ra thôi thì đấy là bất ổn. Còn coi như là từ ngoài cứ lao vào nó thì đấy là ổn định, người ta tưởng tượng như vậy. Đấy, thế thì cái dạng mà có cái giới hạn chu kỳ này là một cái dạng hết sức tiêu biểu. Nó chỉ ra là cái hệ thống của chúng ta là phi tuyến. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh nào đấy mà nó có cái giới hạn chu kỳ này thì ta sẽ biết ngay cái hệ thống của chúng ta là hệ thống phi tuyến. Đấy, tức là chúng ta có cái xuôi cái ngược, cái xuôi là chúng ta nghiên cứu về cái hệ thống và chúng ta đưa được ra cái đường này. Nhưng ngược lại là nếu chúng ta mà lại có cái bức tranh về cái đường này rồi thì chúng ta có nhận định gì về hệ thống, đúng không? Thế thì bài toán xuôi, bài toán ngược là như thế. Thế thì nếu như mà chúng ta nhìn thấy chẳng hạn như cái bức tranh này, đấy, thì chúng ta biết ngay là hệ thống phi tuyến, bởi vì nó có rất nhiều cực, nó có nhiều điểm cân bằng. Và chúng ta cũng nhìn thấy ở đây là nó có những cái đây, nó có những cái này là giới hạn chu kỳ chẳng hạn. Để ta nhìn thấy, ta nhìn biết ngay là hệ thống phi tuyến, mặc dù là ta không phải là cái người mà khảo sát trực tiếp hệ thống, ta không có cái hệ thống, nhưng ta nhìn thấy bức tranh này ta có thể nói luôn là hệ thống này là một cái hệ thống phi tuyến, hay là cái như cái hệ thống này chúng ta nhìn thấy chúng ta biết ngay là hệ thống phi tuyến. Và nếu mà chúng ta lại nhìn thấy cái xu hướng phát triển tất cả vào cái giới hạn này thì chúng ta biết là đây là một cái hệ thống phi tuyến ổn định, ví dụ như thế. Đấy, thế thì các em mà thi viết ấy thì trước là cô hay cho mấy cái hình kiểu như thế này và các em nhìn xong rồi các em phán là hệ thống của chúng ta là phi tuyến hay tuyến tính, ổn định hay bất ổn. Đấy. Thì đấy cũng là một cái dạng bài gọi như là tặng điểm cho các em. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta lại không có điều kiện để thi viết. Thế cho nên là cái dạng bài đó thì không xảy ra. Nhưng mà các em nhìn thấy là
nó có thể là giúp chúng ta nhé, sau khi mà chúng ta khảo sát hệ thống thì chúng ta đưa ra cái xu hướng phát triển và có nhận định. Và ngược lại, ta không khảo sát hệ thống nhưng chúng ta đã có bức tranh về hệ thống thì chúng ta cũng có thể nói được là hệ thống đấy nó phát triển như thế nào. Đó. Thế thì từ đó thì chúng ta rút ra một số cái kết luận. Kết luận thứ nhất là khi mà phân tích một cái hệ thống động thì chúng ta cần phân biệt được ba cái loại đại lượng. Thứ nhất là các cái đại lượng cho trước, trong đó có thông số hệ thống, có giá trị đầu tiên của các đại lượng trạng thái, có cái tác dụng từ môi trường. Đấy. Thế và thường là chúng ta thể hiện nó bằng hình giác trong cái sơ đồ mô phỏng. Và cái loại đại lượng thứ hai là các đại lượng trạng thái, nó đóng vai trò trung tâm, nó thể hiện cái nội dung của cái hệ thống. Và hay còn gọi được là cái bộ nhớ của hệ thống hay là các cái đại lượng lưu trữ của hệ thống. Đấy, thì trong cái sơ đồ mô phỏng thì chúng ta thể hiện bằng hình chữ nhật. Còn cái loại đại lượng thứ ba là các đại lượng trung gian, thì nó là sự kết hợp của các cái đại lượng trạng thái với nhau, với thông số, và hoặc là giữa trung gian với nhau. Nó là cái sự mà những cái đại lượng mà thay đổi liên tục theo thời gian mà có thể biểu diễn bằng cái hình tròn hoặc là hình ellipse. Đấy là thứ nhất là nói về cái các cái đại lượng mà chúng ta cần phân biệt khi mà phân tích hệ thống. Thế còn cái đại lượng trạng thái như chúng ta nói, nó là một cái những cái đại lượng đóng vai trò trung tâm để mà thể hiện cái nội dung của hệ thống. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đã biết các đại lượng trạng thái, chúng ta biết cái đầu vào thì chúng ta có thể tìm được tất cả mọi thứ xung quanh cái hệ thống. Ví dụ như là chúng ta sẽ tìm được cái phương trình trạng thái. Chúng ta sẽ thấy rằng là tính toán được cái trạng thái thông qua cái phương trình trạng thái thì là tính bằng tích phân. Rồi thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái tỷ lệ thay đổi, hay còn nói một cách khác là dz trên dt, cái đạo hàm của nó ấy, thì nó như cô đã nói rất nhiều lần, nó giống như là cái dòng chảy vào và dòng chảy ra của cái đại lượng lưu trữ trong thời gian. Nếu như chúng ta cứ tưởng tượng nó là một cái bể nước và có vòi nước chảy vào, vòi nước chảy ra, thì cái dz trên dt nó chính là cái lượng nước chảy vào trừ đi lượng nước chảy ra, thì nó là cái lượng thay đổi theo cái thời gian. Đấy. Đấy. Thế thì khi mà cái dz trên dt cho dù nó lớn đi bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng không làm thay đổi ngay lập tức cái dung lượng, nó không thể sụt ngay xuống hoặc là tự nhiên lại vụt lên cao, mà nó bao giờ nó cũng phải có cái tính đệm hay là tính trễ. Đấy là một cái mà chúng ta thấy là đây là một cái mà luôn luôn chúng ta phải tâm niệm ở trong đầu. Chúng ta đừng đòi hỏi cái gì mà nó vụt một cái mà nó có thể thay đổi được. Mọi thứ đều cần phải có thời gian. Anh không thể ngày hôm nay anh nói rằng là ngày mai ra đường có giấy đi đường ngay được, trong khi là người ta không có một cái cách nào để người ta lấy giấy đi được. Anh phải để cho người ta thời gian để người ta đi lấy giấy, đúng không? Tất cả những cái đấy nó phải có độ trễ. Không có thể đòi hỏi cái gì mà ngay lập tức được. Mọi thứ phát triển trong cái thế giới này đều phải có tính đệm hay là tính trễ. Đấy. Chính nó là cái tạo nên cái sự chuyển biến. Đấy. Cái tỷ lệ thay đổi đó chính là tạo nên cái sự chuyển biến của cái hệ thống. Đấy. Và nó có cái hồi tiếp ở bên trong, nó thể hiện cái tính động học, và nó chúng ta thấy rằng là bản thân cái trạng thái nó phụ thuộc vào hồi tiếp rất nhiều. Ví dụ như là cái tỷ lệ mà vào ra nó phụ thuộc chính cũng vào cái dung lượng nó đang có sẵn. Đấy. Giống như kiểu là người mà càng sinh ra người càng đông thì càng sinh ra nhiều. Đấy là cái quan hệ tương hỗ. Đấy. Giữa các cái, bởi vì nó có cái phản hồi cho nên là nó có cái vòng hồi tiếp đấy, cho nên là nó có cái mối quan hệ
nó rất là tự nhiên. Đấy. Cái tính động học đấy luôn luôn nó gắn kết với nhau, ta không thể nào dứt nó ra được. Để mà đòi hỏi một cái đột biến ở đấy khó lắm, nó phải luôn luôn có tính đệm, tính trễ. Và ở đây chúng ta thấy cái vòng hồi tiếp đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Vòng hồi tiếp âm thì như chúng ta đã nói là nó xu hướng làm cho hệ thống của chúng ta là ổn định. Còn vòng hồi tiếp dương thì nó sẽ dẫn đến cái bùng nổ, dẫn đến cái sự khuếch đại lên, dẫn đến cái sự là bất ổn định. À. Thì những cái này cô cũng có thể gửi cho các em. Bởi vì đây là đúng là như thế, chúng ta cần phải cái gì cũng phải trễ lại một tí. Đấy. Là đừng có vội vàng mọi thứ. Tất nhiên như cô đã nói trễ thì trễ vừa phải, không còn trễ đến cả ngày tháng năm thì lại thành chậm trễ quá rồi. Nhưng mà trước khi định làm cái gì, các cụ đã nói là gì? Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói cái gì, uốn lưỡi 7 lần chính là cái trễ đó. Đấy là mình phải delay lại một tí để cho mình định hình, để cho nó kín kẽ, cho nó trọn vẹn. Thế còn tất nhiên là có những người phản ứng nhanh hơn người khác, tức là cái delay của mỗi người nó có thể khác nhau. Nhưng mà cái gì mà bộc phát thì đều dẫn đến một cái kết quả là không được hay. Đấy, các em thấy là có những rất nhiều câu chuyện nó cũng như kiểu là những cái bài học để cho mọi người rút ra rằng là phải trễ lại một tí. Nhiều lắm, nếu như mà nói về cái chuyện đó thì chúng ta sẽ thấy kể rất nhiều chuyện, nếu mà người ta chỉ cần nóng vội một tí thôi có thể dẫn đến một cái gì rất là đau xót. Đấy, nhưng mà trễ lại một tí thì là coi như là mới hiểu được mọi ngành. Đấy, rất nhiều câu chuyện đã chứng tỏ cái điều đó. Thế thì cho nên là ở đây là cái tư duy thì chúng ta thấy nó cũng rất khoa học thôi, chả có cái gì là, chứ không phải là và nó là cái nhất quán giữa cái kinh nghiệm của đời sống với lại cái khoa học này. Ở đây nó có một cái sự là giao hòa với nhau. Đó. Thế thì cái đại lượng các cái sự phát triển của hệ thống thì nó phụ thuộc vào cả cái các cái vòng hồi tiếp cả âm cả dương, chứ không phải là cứ lúc nào âm cũng tốt. Đấy, hệ thống ổn định, nhưng mà hệ thống ổn định như là nó tắt hẳn đi, chả còn hoạt động nữa thì cái ổn định đấy cũng không phải là cái ổn định hay. Thế thì cho nên là nó có cái sự kết hợp giữa âm với dương đấy, thì nó mới hài hòa. Đấy, nói thật là như thế. Các cái hệ thống của chúng ta, ví dụ như hệ thống cáo và thỏ chẳng hạn, nó có cả âm cả dương. Thế nhưng mà nó vẫn dẫn đến ổn định là bởi vì nó có cái sự điều tiết giữa âm với dương đó. Đấy, xem là cái nào nó thắng thế. Đấy, không phải lúc nào cũng âm hết là hay. Đấy, không phải lúc nào dương hết thì cũng khiến bùng nổ thì cũng nguy hiểm. Nhưng mà nếu kết hợp cả âm cả dương thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ hài hòa. Đấy. Thế thì cho nên là ở đây người ta rút ra một cái kết luận cũng rất là quan trọng, tức là các cái cấu trúc hệ thống như nhau thì sẽ dẫn đến những hành vi như nhau, ngay cả khi những hệ thống này khác hẳn nhau về mặt vật lý. Đấy, thì giống như là chúng ta thấy là các cái hệ thống điện và hệ thống cơ khác hẳn nhau về mặt vật lý, nhưng mà nó đều có cái hành vi là dao động tắt dần, ổn định. Nếu như mà chúng ta có lò xo với vật nặng và một cái là có tụ, có trở, có cảm thì nó đều hoạt động giống nhau. Đấy, thế thì đấy là một cái kết luận quan trọng. Thế còn cái thứ ba là nói về cái mà lúc cô vừa mới nói với các em là về mặt toán học, thì các cái hệ thống động đều có thể thể hiện ở cái dạng phương trình này. Và nếu mà nó là khả vi liên tục thì chúng ta có thể là dựa trên cái phương trình trạng thái và phương trình của đầu ra là chúng ta có thể làm chủ hệ thống. Thế thì đây có thể, đây cái này là, và cái kia với các cái hàng và các cái hệ thống liên tục thì cái trạng thái F ấy và cái hàm V này này
thì chúng ta hoàn toàn có thể là, tức là hai cái hàm F và hàm G này chúng ta có thể xác định được nó là những cái phương trình đại số hoặc là các cái phương trình về mặt logic đấy, đều có thể là tìm được ra F và G dựa trên các cái phương trình đại số hoặc logic như vậy. Đấy, thế và chúng ta thấy rằng là muốn tìm ra Z thì chúng ta sẽ phải tích phân. Thế thì chúng ta có thể là sử dụng cái phương pháp số như Euler, Cauchy để mà chúng ta tìm. Đấy. Thế thế và một cái kinh nghiệm của người ta thấy rằng là nếu mà hệ thống mà có hai hoặc là ba cái đại lượng trạng thái thì sẽ dẫn đến hoặc là nhiều hơn, tức là từ hai đại lượng trạng thái trở lên thì sẽ có dao động, hoặc là từ ba đại lượng trở lên thì nó sẽ có thể dẫn đến hỗn loạn. Đấy. Đấy, thế thì và một cái nhắc nhở nữa là chúng ta phải lưu ý đến đơn vị của hai vế thì phải giống nhau, một bên là Newton thì bên bên vế trái là Newton thì vế phải cũng phải Newton đấy, chứ không lại một bên kia lại là dây thì không để được đấy. Thế còn một cái cách nữa là người ta cũng có xu hướng là người ta chuẩn hóa để không còn đơn vị nữa, tức là chúng ta lại chia cho chính cái chúng ta sẽ chia cho chính cái cùng đơn vị thì nó sẽ là cái sự so sánh các tỷ lệ với nhau thôi, giống như cái bài giống như cái bài 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 thế giới thu nhỏ chẳng hạn, thì chúng ta thấy là các cái tỷ lệ chỉ là tôi tăng lên bao nhiêu phần trăm thì dẫn đến cái tăng lên bao nhiêu phần trăm, thì như vậy là nó đã cả tỷ số mẫu số nó cùng một đơn vị thì nó sẽ bỏ được đơn vị đi, thì nó chỉ còn là cái tỷ lệ như thế không còn đơn vị nữa, thì đây cũng là một cái cách mà giúp mình dễ dàng hơn trong cái phân tích toán học. Thì đấy là cái này là nói về về mặt hệ thống, về mặt toán học. Thế và một cái chú ý thứ tư cuối cùng thì đấy là khi mà chúng ta làm mô hình hóa mô phỏng chúng ta phải lưu ý cái gì, là chúng ta phải chứng minh cái sự hợp lý của cái mô hình của chúng ta, và khi mà mô hình của chúng ta mà đảm bảo được hợp lý về bốn cái khía cạnh là cấu trúc hợp lý, hành vi hợp lý, phù hợp với kinh nghiệm và hiệu lực sử dụng của nó, thì cái mô hình của chúng ta mới được sử dụng thay cho bản gốc. Đó. Thế và trong cái quá trình mà làm ấy thì chúng ta thấy là luôn luôn nhắc nhở là nên mô đun hóa, thì đây là một cái mà có lẽ là những người làm về công nghệ thông tin như chúng ta thì không cần phải nói nhiều, bởi vì là cái xu hướng mô đun hóa thì chúng ta đã nhập tâm từ những cái lúc bắt đầu vào học rồi đấy. Thế thì cho nên là cái gì cũng thế thôi, chia để trị để mà mình làm chủ dễ hơn. Thế thì cho nên là mô đun hóa là một cái cách là chúng ta cũng chia nhỏ đấy. Có thể chia nhỏ về mặt chức năng, có thể chia nhỏ về mặt đối tượng cái hệ thống của chúng ta thành các cái subsystem đấy, thì để cho chúng ta quản lý nó được dễ dàng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta chia thành các module thì chúng ta cũng phải phải lưu ý là nó cũng phải hợp lý đó, vì bản thân mỗi cái module nó là một cái subsystem, cho nên là chúng ta lại mô hình hóa cái subsystem đó, thì có nghĩa là cái mô hình của chúng ta lại phải hợp lý thì mới có thể thay cho cái subsystem đó. Đấy, cũng giống như là cơ thể con người có thể chia thành các cái hệ thống tuần hoàn bài tiết ví dụ thế, thì mỗi cái hệ thống con đó cũng lại phải là hợp lý thì mới đại diện cho từng cái hệ thống của bên trong con người được. Đấy, thế thì đấy là một số các cái kết luận sau khi cái chương 5 về cái mặt phân tích thì chúng ta rút ra là như thế. Đấy. Và tất nhiên là tổng hợp lại cả cái quá trình học để cho chúng ta thấy rằng là có những cái thứ đấy chúng ta cũng cũng nhớ nhớ là những cái điểm ghi nhớ cho trong cái phần phân tích này, phân tích hệ thống này. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ ba của chúng ta, đấy là các cái công cụ mô phỏng. Đấy. Thì công cụ mô phỏng thì có rất nhiều. Đấy. Và cũng không phải là cái gì quá xa lạ đâu, có một số các bạn ở đây thì biết cái Unity chẳng hạn, thì Unity cũng là một cái engine để mà giúp chúng ta làm game, bình thường chúng ta quen thuộc nghe nói như thế. Thế nhưng mà nó cũng có thể sử dụng để giúp cho chúng ta xây dựng được các cái hệ thống, xây dựng được cái các cái bài mô phỏng. Mà nếu như mà chúng ta coi những cái đối tượng của chúng ta nó cũng giống như là
những cái đối tượng ở trong cái game đấy để mà chúng ta thiết kế đấy. Thì ở đây vì thời gian nó có hạn cho nên cô không show được cho các em, là có cái ví dụ có cái bài của anh Hưng K60 chẳng hạn, thì là đấy là đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường là xe tự hành đấy. Thế thì nếu như mà cái xe mà chúng ta, tất nhiên là không phải cái ô tô thật mà là cái ô tô mô hình, nhưng mà lắp trên cái ô tô mô hình đấy thì cũng có những cái sensor để nhận ra là nó gặp vật cản hay không, rồi thì để nó hướng hiếp các thứ để nó điều chỉnh đấy. Thì cái xe chẳng hạn như đi xong rồi gặp chướng ngại vật thì nó sẽ phải tránh như thế nào đấy. Thế thì nếu như mà chúng ta tưởng tượng là chúng ta lắp luôn cái những cái sensor đó lên trên cái mô hình xe, cái ô tô thật, và chúng ta thử xong rồi chúng ta lại phải sửa lại chương trình, bởi vì thử thì nó không thể một phát ăn ngay được mà hàng trăm phát chứ không phải là một phát. Thế thì cho nên là cứ mỗi một lần như thế chúng ta lại phải viết lại chương trình, chúng ta lại phải cài lại lên cái con sensor đấy, thì các em sẽ thấy là mất bao nhiêu công trình, bao nhiêu công sức. Nhưng thay vì thế, nếu chúng ta viết ở trên Unity thì trong đấy nó cung cấp những cái hàm, hoặc là chúng ta tìm kiếm những cái hàm nó viết bằng C# chẳng hạn, và nó thể hiện giống như, tức là cái hàm đấy nó hoạt động giống như cái sensor. Đấy, tất nhiên là nó không hoàn toàn giống hết được, nhưng mà nó cũng được bao nhiêu phần trăm đấy của cái sensor, và chúng ta lắp thử, lắp ở đây là nháy nháy đấy, là chúng ta viết thành cái chương trình gắn trên cái xe tự hành ảo của chúng ta, là một cái khối hình chữ nhật ở trong cái Unity. Thế xong rồi chúng ta cũng đặt các vật cản đấy, như là trò chơi, và chúng ta cho nó hoạt động bằng cái chương trình mà lẽ ra chúng ta sẽ cài trên cái sensor, thì bây giờ chúng ta sẽ cài trên cái sensor ảo này. Thế thì chúng ta sẽ đỡ rất nhiều, bởi vì chúng ta chỉ cần thay đổi ở trong cái máy tính của chúng ta thôi. Và đến khi mà nó chạy hòm hòm rồi thì lúc đấy chúng ta mới lấy cái chương trình đấy, chúng ta mới cài lên trên cái con sensor thật. Và tất nhiên là khi cài trên con sensor thật thì chạy trên cái thực tế, ví dụ chạy trên sân trường chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái sai số này khác thì chúng ta chỉ phải sửa ít thôi, chứ không phải là phải làm hàng trăm lần và làm bắt đầu từ đầu mà trực tiếp trên cái con sensor nữa. Các em hiểu ý không? Thế chứ mặc dù là cái ô tô vận hành tự hành đấy cũng chỉ là một cái mô hình, nhưng để giảm thiểu cho cái công việc của chúng ta lại mô hình hóa nó dưới dạng là một cái ô tô trò chơi, là một cái ô tô ảo ở trên cái trong cái môi trường trò chơi xây dựng cái game như là Unity, thì nó cũng đỡ công việc cho chúng ta rất rất nhiều. Thế thì đấy là một dạng, chứ không phải là chỉ có MATLAB Simulink hoặc là gì đó. Thế hay như là ở trong lớp chúng ta ở đây có bạn Quyền và bạn Trung, ngày trước cũng đã tham gia vào cái nhóm ngay từ năm thứ nhất cùng với anh Thịnh chẳng hạn, thì mô hình hóa, mô phỏng cái quá trình mà gửi cái gói tin vào cái buffer là cái bộ đệm, và làm sao cho cái tránh được cái chuyện là cái bộ đệm đấy nó bị đầy chẳng hạn. Nghiên cứu cái quá trình là nếu chúng ta gửi các gói tin liên tiếp thì cái bộ đệm của chúng ta nó sẽ phản ứng như thế nào. Đấy. Thế thì nếu như mà ở đây nó có sự điều chỉnh nó, ví dụ như là dùng cái điều khiển mở để điều chỉnh, để làm sao mà biết là nó sắp đầy rồi, thì chúng ta sẽ phải giảm cái gói tin đến, hoặc là chúng ta phải vứt bớt gói tin đi, vân vân thế nào đó. Đấy, thế thì nó sẽ dính dáng đến điều khiển ở trong đó. Thì các bạn cũng đã làm ở trên cái môi trường Unity để mà mô hình hóa nó cái quá trình mà gửi gói tin đấy.
Đấy, thế thì đấy các em thấy là không phải chỉ cần chỉ có một vài cái hệ thống đâu mà có rất nhiều, hoặc là hồi đấy tại sao lại chọn Unity cho các bạn làm, mặc dù là cái Unity nó không phải là chuyên cho mạng, là bởi vì nghĩ rằng là các bạn như các em ở đây thì cũng không phải là sau này sẽ làm chuyên về nghiên cứu, thế cho nên là biết thêm về cái Unity thì cũng có thể là sau đấy thì sẽ sử dụng để làm game. Chứ còn trong mạng như cô đã nói là có rất nhiều các cái hệ thống mô phỏng nổi tiếng, ví dụ như Network Simulator hay là nhiều các cái hệ thống người ta nghĩ ra riêng về về mạng để phục vụ cho các cái bài toán đối với lại mạng viễn thông, mạng Wireless Sensor Network là mạng không dây, vân vân. Họ đã nghĩ rất nhiều những cái môi trường riêng để làm riêng cho mạng, nhưng mà nó là phục vụ cho nghiên cứu. Đấy, thế nhỡ mà sau này các em không thích nghiên cứu thì cái quá trình mà phải tìm hiểu về một cái hệ thống ấy thì nó có vẻ như phí. Đấy, nó không hấp dẫn đối với sinh viên, cho nên bọn cô hồi đấy lại chọn là cho các bạn nghiên cứu về Unity chẳng hạn, để sau này có thể dùng Unity cho việc khác. Thế nhưng còn nếu như mà chúng ta tìm hiểu về Network Simulator thì chúng ta cũng có cái bài toán đó sử dụng ở trên cái Network Simulator, nó có thể hợp lý hơn. Đấy, thế nhưng mà đối với các em thì lại cái ứng dụng sau này của các em nó lại không hợp lý lắm. Đấy, đối với các em thì lại thấy rằng là hơi phí công khi mà phải, mà nhất là năm thứ nhất mà lại tìm hiểu về Network Simulator thì hơi khó. Đấy. Đấy, thế thì cũng như thế là MATLAB Simulink như cô đã nói với các em, nó là một cái công cụ rất là hữu dụng cho các kỹ sư nói chung, những người làm về kỹ thuật trên thế giới ở những nước phát triển thì hầu như là đều biết cái hệ thống này. Đấy, bởi vì nó cung cấp cho người kỹ sư rất nhiều những cái tool để có thể hiện thực hóa những cái bài toán của người ta, mà lại ở cái mức độ là lập trình thì bậc cao và dễ dàng. Đấy, chứ không đòi hỏi một cái chuyên môn sâu quá. Thế thì cho nên sâu quá về 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 tin học. Đấy, thế cho nên là cái MATLAB Simulink này rất là nổi tiếng, và bây giờ thì bạn Đông sẽ giới thiệu với các em về về MATLAB Simulink. Thế thì Đông chuẩn bị nhá. Thì cô sẽ tắt của cô và sẽ em sẽ show và bắt đầu trình bày về cái này. Đấy, thế thì trước khi bạn Đông trình bày, Đông chuẩn bị đi. Đấy, cô stop share của cô thì cô sẽ điểm danh. Nguyễn Hà An. Có Đào Thị Vân Anh. Mai Huyền Anh. em có Nguyễn Hải Bình. Nguyễn Hải Bình có không em? Phạm Quang Chiến. dạ em có Ngọc Chiến. dạ em có ạ Nguyễn Văn Trinh. em có Phan Văn Dũng. em có Bùi Đức Duy. em có Ôi Nguyễn Hải Bình có Bùi Đức Duy có cô ạ. Nguyễn Ngọc Duy. Học Duy có Nguyễn Tiến Đạt. Trịnh Tuấn Đạt. Trịnh Tuấn Đạt có không? Đoàn Mạnh Đông. có Nguyễn Thị Hà. em có Lê Thị Hằng. em có Vũ Trung Hiếu. có Vũ Văn Hiếu. có Nguyễn Thị Hoa. có Nguyễn Việt Hoàng 83463. có Nguyễn Việt Hoàng 83563. có Phúc Trường Huy. có Nguyễn Bá Huy. có Đông ơi, em xe đi.
Em chuẩn bị màn hình share đi con điểm của em. Vâng. Nguyễn Quang Huy 99363. Có. Nguyễn Quang Huy 99463. Trần Quang Huy. Em được khỏi bàn Trần Quang Huy, bạn ấy đi tiêm à? Bạn ấy nhờ em xin phép cô. Nguyễn Quang Huy đi tiêm à em? Trần Quang Huy của. Trần Quang Huy đi tiêm. Vâng. Phan Duy Khánh. Dạ em có. Thái Viết Kiên. Em có à? Vũ Trung Kiên. Lê Đức Long. Có. Ngô Hoàng Long. Có. Dương Văn Mạnh. Dạ có. Vũ Văn Mạnh. Có. Đỗ Công Minh. Dạ có. Nguyễn Phúc Mỹ. Nguyễn Phúc Mỹ có không? Hoàng Hà Nam. Dạ có. Nguyễn Quỳnh Nga. Em có. Hoàng Thị Kim Ngân. Có. Trần Như Nhật. Có. Phạm Anh Quân. Em có. Nguyễn Xuân Quyền. Có. Hồ Thị Anh Quỳnh. Em có. Nguyễn Đình Sáng. Em có. Trần Minh Tâm. Lê Thị Thu Thanh. Dạ có. Hoàng Văn Thành. Dạ có em ạ. Nguyễn Khắc Thơ. Dạ có. Nguyễn Thị Thu. Có cô ạ. Lưu Quang Tiến. Em có. Vương Bảo Trung. Có. Nguyễn Đình Trường. Dạ có. Phạm Ngọc Trường. Có. Dương Quang Tú. Có. Bùi Anh Tuấn. Có. Đoàn Anh Tuấn. Có. Lê Quang Tuấn. Hồ Thành Vinh. Vinh có, Vinh có. Hát Vita. Dạ em có. Nguyễn Huy Vũ. Em có. Lê Thị Yến. Em có. Ok. Thế bạn Trịnh Tuấn Đạt có đến chưa? Có chưa? Còn ai cô chưa điểm danh không? Nguyễn Quang Huy 99463. Nguyễn Phúc Mỹ. Lê Quang Tuấn. Ok, thế bây giờ bạn Đông sẽ trình bày cho cả lớp mình về cái MATLAB. Đông trình bày đi em. Em chào cô, em chào các bạn ạ. Thì bây giờ em sẽ trình bày về phần giới thiệu về các vấn đề. Thì chính em sẽ trình bày sẽ bao gồm 5 phần. Đó chính là phần đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu khái niệm MATLAB là gì. Tiếp theo đó mình sẽ tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của MATLAB. Tiếp theo đấy thì em sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MATLAB về máy tính và đưa ra một số cái khái niệm cơ bản trong MATLAB. Tiếp cuối cùng thì em sẽ thực hiện một cái demo nhỏ. Cái demo này chính là cái ví dụ về bài toán lò xo mà cô đã cho làm ở ví dụ trước ở trong MATLAB. Đầu tiên thì sẽ tìm hiểu khái niệm về MATLAB. Thì MATLAB được viết tắt từ Magic Laboratory là một phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình cho công ty Mathworks thiết kế.
MATLAB cho phép tính toán số với mặt trận, đồ thị, hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo ra các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính với trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. Thì đây là sự hình thành phát triển của MATLAB. Thì đây thì em sẽ chỉ điểm qua những cái khoảng mà nó ra những cái phần nổi bật. Còn nếu mọi người tìm hiểu thì nó sẽ chia ra nhiều cái nhỏ hơn nữa. Thì MATLAB được phát minh vào cuối thập niên 1970. Bản MATLAB 1.0 ra đời năm 1984, viết bằng C cho những cái máy tính MS-DOS. Và năm 1986 thì MATLAB 2 ra đời, trong đó thì đã hỗ trợ hệ điều hành Unix. Và năm 1987, MATLAB 3 được phát hành. Năm 1990 thì Simring 1.0 được phát hành và được đóng gói chung với MATLAB. Năm 1992 thì MATLAB 4 thêm vào hỗ trợ 2D và 3D đồ họa màu và các mặt trận truy tìm. Năm 1993, MATLAB cho ra đời, cho hệ điều hành Microsoft Windows ra đời. Năm 1995, MATLAB cho hệ điều hành Linux ra đời. Năm 1996, MATLAB 5 ra đời bao gồm thêm kiểu dữ liệu, hình ảnh hóa, debugger và bộ tạo dựng GUI. Năm 2002 thì MATLAB 6.5 được phát hành và cải thiện về tốc độ tính toán và tái hỗ trợ Mac. Năm 2004 thì MATLAB 7 được phát hành, có khả năng chính xác đơn và kiểu nguyên, hỗ trợ hàm đồng nhau, công cụ vẽ điểm và môi trường phân tích số liệu tương tác. Và từ năm 2008 trở đi thì mỗi năm MATLAB sẽ được cập nhật một bản thì có mới. Thì đến nay thì bản mới nhất chính là bản MATLAB 2021. Thì tiếp theo đến sẽ là phần hướng dẫn cài đặt cái MATLAB về máy tính của mình. Thì để cài đặt được MATLAB thì mọi người phải truy cập vào trang chủ của MATLAB. Thì theo cái đường dẫn ở trên này chính là uk.matmos.com/products/matlab.html. Và trước khi mà để tải về thì mọi người phải đăng ký một cái tài khoản MATLAB. Thì ở đây mình đã đăng ký rồi nhưng mà mình sẽ không để mô cách đăng ký tài khoản đây. Mọi người sẽ chủ động đăng ký. Và sau khi đăng nhập vào cái trang chủ của MATLAB thì mọi người ấn get MATLAB để bắt đầu cài đặt cái chương trình MATLAB. Ở đây sau khi ấn get MATLAB mọi người có thể click download a child hoặc là buy now để mua luôn bản quyền phần mềm. Ở đây mình sẽ chỉ download một cái bản dùng thử miễn phí 30 ngày thôi. Tiếp theo thì sau khi chọn mọi người có thể thấy là có thể mở luôn cái MATLAB, công cụ MATLAB online ở đây hoặc là cài đặt laptop về máy tính. Thì để mình đang hướng dẫn phần cài đặt MATLAB về máy tính thì mình sẽ chọn install MATLAB on your computer. Sau đấy thì sẽ chọn cái phiên bản MATLAB phù hợp với hệ điều hành của mình. Thì đa số mọi người dùng hệ Windows nên là sẽ sử dụng cái download bản cho Windows. Tiếp theo là sau khi mọi người đã tải được cái bản đấy, bản MATLAB cho phù hợp với hệ điều hành về thì sẽ mở cái file MATLAB.exe mà vừa tải được lên. Sau khi mà mọi người chạy cái file MATLAB.exe đấy thì sẽ được một cái folder sẽ được xuất hiện. Mọi người chỉ được vào folder đấy và chạy tiếp cái file setup.exe. Khi chạy file setup.exe thì chương trình sẽ yêu cầu mọi người nhập vào cái tài khoản mật khẩu là cái tài khoản MATLAB mà lúc mọi người vừa mới đăng ký ở lúc trước và next để tiếp tục. Mấy cái bước này thì hầu như là bước mặc định, thì mọi người chỉ được ấn next, chọn đồng ý với các điều khoản sử dụng và ấn next. Ở đây thì lúc nãy mọi người đã thấy là có thể dùng tải bản dùng thử hoặc là mua luôn bản quyền phần mềm. Nếu mà ai mà đã có mua bản quyền phần mềm thì sẽ được một cái mã kích hoạt phần mềm, thì mọi người chỉ kích chọn xuống phần enter activation key để nhập mã để có thể sử dụng luôn bản phần mềm vĩnh viễn. Tiếp theo là bước xác nhận thì ấn những bước hầu như chỉ được ấn next. Okay. Tiếp theo sẽ là chọn cái thư mục để cài đặt. Thì mình đã cài đặt thì thấy là cái chương trình này nó rất nặng, mình chỉ tải có MATLAB và Simring mà nó mất tầm gần 8 GB, nên là mọi người chủ động tìm những cái
ổ vĩa mà nó còn đủ dung lượng để cài đặt cái phần mềm này về, cho nên mình sẽ chọn ổ mặc định đầu C từ program file smart. Theo đấy thì mọi người sẽ chọn các cái tích hợp trên cái phần mọi người chạy về. Thì ở đây mình chỉ tải cái MATLAB và Simulink để thực hiện phần các phần demo, và nếu mà có cần thiết thì mọi người có thể đáp bắt thêm. Đừng tạo một cái shortcut lên đó. Bắt đầu cài đặt. Thì begin install để cài đặt, nhưng mà do thời gian với đại cái dung lượng quá lớn nên là không thể cài đặt tiếp được, nên mọi người chủ động tự cài đặt các bước như trên. Sau khi mọi người cài đặt xong thì mình sẽ có một cái thông báo là đã cài đặt thành công. Mọi người chỉ việc ra cái, hay mà tạo cái một cái shortcut ra desktop, thì chỉ việc ra cái desktop để kích chọn cái biểu tượng MATLAB và vào giao diện của MATLAB. Thì đây chính là một cái giao diện của MATLAB. Thì ở phần trên là một cái thanh công cụ. Ở bên trái cái màn hình đây chính là cái current folder hiện hành. Thì các cái file .m thì mọi người có thể gọi trực tiếp nếu mà mọi người đang ở cái current folder này. Cái ở giữa chính là cái command window. Đây thì mọi người sẽ thực hiện các cái lệnh gọi hàm hoặc là gọi các cái file .m của mọi người ở đây, và thực hiện trên cái lệnh tính toán đơn giản. Và ở bên phải chính là workspace. Workspace này thì sau khi mọi người tính toán thì sẽ tạo ra những cái biến, thì các biến sẽ được lưu trữ và sẽ hiển thị bên workspace này. Theo thì mình sẽ đưa ra một số cái khái niệm cơ bản ở trong MATLAB. Thì MATLAB là một cái ngôn ngữ lập trình nên là sẽ hỗ trợ các sẽ đầu tiên mình sẽ tìm hiểu các cái kiểu dữ liệu cơ bản ở trong MATLAB. Đầu tiên MATLAB sẽ hỗ trợ mọi người các kiểu dữ liệu cơ bản như là integer, tuple, logical và string. Thì những cái kiểu dữ liệu này nó sẽ chia nhỏ hơn thành các kiểu dữ liệu khác, nhưng mà đây mình sẽ chỉ đưa ra những cái kiểu dữ liệu chung kiểu này. Còn nếu mà có những kiểu nhỏ hơn thì mọi người có thể tự tìm hiểu. Tiếp theo đấy là câu lệnh chèn nhánh. Thì chính là đầu tiên sẽ là câu lệnh if else. Thì sẽ cấu trúc của một câu lệnh if thì là if điều kiện sẽ thuộc vào sẽ là các cái biểu thức, và cuối cùng là end để kết thúc câu lệnh if. Hoặc là if else thì if điều kiện statement, else các cái biểu thức và end. Thì hoàn toàn tương tự, mọi người có thể làm các cái câu lệnh if else lồng nhau thì nó cũng tương tự như các cái ngôn ngữ lập trình khác. Và câu lệnh switch. Switch thì ở đây chính là biểu thức của switch và các trường hợp. Và switch ở này thì sẽ hơi khác mọi người, ở trong C hoặc là Java chính là nó sẽ kết thúc mỗi cái case thì nó sẽ không có các cái break, mà nó sẽ tự break mọi người. Theo là vòng lặp for. Vòng lặp thì sẽ có hai vòng lặp, chính là vòng lặp for và vòng lặp while. For thì sẽ có cấu trúc là for cái index sẽ bằng cái giá trị khởi tạo, hai chấm bước nhảy, và cuối cùng là giá trị kết thúc. Ở dưới sẽ là các cái lệnh ở trong for. Tương tự thì vòng lặp while cũng thế, while điều kiện ở trong, ở giữa sẽ là các cái biểu thức, cuối cùng sẽ có end để kết thúc vòng lặp while. Tiếp theo là cái tài liệu tham khảo. Thì mình thấy ở trên Tutor Spoil cũng có một cái phần tài liệu tham khảo về để mọi người hướng dẫn mọi người thực hành MATLAB những cái khái niệm cơ bản. Thì ở trên này mình thấy nó cũng có như là đủ để mọi người làm những cái phần ví dụ cơ bản. Nếu mà các bạn có thể truy nhập trang này để thực hiện các cái demo cơ bản. Tiếp theo thì mình sẽ demo một cái ví dụ, chính là cái ví dụ mà bài toán lò xo mà cô đã cho ở phần bài tập thực hành lúc trước. Rồi mình sẽ share lại màn hình.
Mọi người thấy cái màn hình MATLAB của mình chưa? Alo. Alo. Thế rồi bạn ơi. Ok, thì đây chính là một cái MATLAB. Thì cái bài toán là mình đã tạo sẵn một cái file chấm mở là file bài toán lần rồi này. Mình có thể mở lên. Thì đây là một cái bài toán lò xo mọi người đã thực hiện ở phần thực bài tập lúc trước. Thì mình sẽ start, mình sẽ thực hiện 1000 cái vòng lặp để tính toán được cái giá trị của vận tốc ở quãng đường biên độ và vận tốc cuối, và cái bước nhảy DT của mình chỉ là 0.01. thì mọi người chú ý cái bước nhảy DT này sẽ phù hợp với những cái yêu cầu bài toán riêng, như đây là bài toán về dao động nên là cái khoảng thời gian mà để cho cái vận tốc và biên độ nó thay đổi nó rất nhỏ, nên là mọi người khi mà chia được cái DT này càng nhỏ thì cái biểu đồ của mọi người sẽ càng mịn và sẽ càng nhìn sẽ càng đẹp. Thì mọi người cũng sẽ nhập các cái giá trị cái thông số hệ thống và cái giá trị khởi tạo. Đầu tiên mình sẽ nhập một cái bên hình như không thì cái file bạn mở đâu. Ok, thì để mình xem. Thì là thấy cái file này chưa? Bài toán này chưa? Ok rồi bạn. Rồi bạn ơi. Ok thì mình nói lại nhé. Thì mình để mình sẽ thực hiện start và final là 1000 để thực hiện 1000 cái vòng lặp để tính toán các cái giá trị của biên độ và vận tốc. Và một cái DT, DT này là bước nhảy mình sẽ để là 0.01. Sẽ đầu tiên thì mình sẽ nhập các giá trị thông số của hệ thống và các giá trị khởi tạo ban đầu, thì chính là dùng lệnh input để nhập từ bàn phím. Và cái T này chính là cái chỉ mục của cái mảng. Thì không, MATLAB nó lại dùng cái chỉ đánh chỉ mục của một mảng bắt đầu từ phần từ 1, nên là mọi người chú ý cái phần này. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện một cái vòng lặp for với cái index bắt đầu từ start là từ 0 đến 1000 với bước nhảy sau mỗi lần là 1. Thì đầu tiên mình sẽ gắn cái hai cái array. Array 1 mình sẽ gắn cho các giá trị của x chính là x biên độ, và array 2 mình sẽ gắn vào các giá trị của v là vận tốc của lò xo. Thì sau mỗi lần thì fd sẽ được tính bằng can cái thông hàng số đàn hồi nhân với lại biên độ, và cái fc sẽ bằng hàng số cản nhân với lại vận tốc, và cái fa sẽ bằng trừ fd trừ fc. Cái này thì ở trong công thức của cô thì mọi người chỉ việc đưa vào phần vòng lặp for thì nó có thể tự tính toán được. Và sau mỗi vòng lặp thì mình sẽ tăng cái chỉ mục của cái array lên 1. Sau khi mình đã tính toán được và điền các giá trị của biên độ và vận tốc, thì mình sẽ vẽ điền vào cái array 1, thì mình sẽ vẽ được hai cái biểu đồ. Biểu đồ thứ nhất thì mình biểu đồ thể hiện sự biến đổi của biên độ và vận tốc theo thời gian. Mình sẽ vẽ chung vào một cái biểu đồ gọi là biểu cái hình figure 1, và một cái biểu đồ 2 là biểu đồ pha, mình sẽ để figure 2. Thì để chạy cái này thì mọi người có thể ấn run ở đây, hoặc là ở trong command window mọi người có thể gọi cái file đấy ra. Mình sẽ demo thử thì đầu tiên mình sẽ nhập khối lượng của vật là 0.3, hàng số đàn hồi là 100, hàng số cản 0.2, biên độ ban đầu là để 0.2, tốc ban đầu là 0. Đợi một lúc thì để đây thì mọi người đã thấy là sẽ được hai cái biểu đồ này là biểu đồ 1 thể hiện sự dao động của vận tốc và biên độ theo thời gian.
do người nhìn có thể thấy nó cũng đang dần ổn định và đang đây là một dao động tắt dần. Và tương tự như biểu đồ pha thì cũng thấy được như vậy. Thì để tạo một file này mọi người có thể có hai cách, có thể click new script này để tạo một file hoặc là ấn chuột phải vào cái current folder này, chọn new và chọn script để tạo ra một file. Thế đây mình sẽ demo tạo lại chính cái mfile lúc nãy. Em sẽ xóa hết miếng clear để xóa hết các cái mọi người để thấy là sau khi mình tính toán thì các giá trị của các biến thì sẽ đều được hiển thị bên workspace này. Là mình sẽ clear để xóa hết các cái giá trị đấy đi. Giờ mọi người nếu mà gọi cái bài toán một này thì nó cũng sẽ tương tự như cái bài toán đơn hồi. Thì phần này thì mọi người sẽ tự thành. Ok, mình xin kết thúc phần giới thiệu về MATLAB đấy. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Cảm ơn bạn Đông. Nếu các bạn có hỏi gì bạn Đông thì hỏi nhé. Và bài thực hành đầu tiên của các em thì là sẽ là cái bài cáo thỏ, cái bài hệ thống sinh thái của chúng ta ấy. Thế thì như các em thấy là cái cài đặt cái MATLAB là khá lâu. Thế cho nên là thứ bảy này chúng ta mà làm cái buổi thực hành đầu tiên thì mà cô muốn chấm được điểm của tất cả lớp mình thì các em chịu khó là như hôm trước cô cũng đã nói là lẽ ra mà làm ở trên lớp thì chúng ta đến lớp mới phải làm. Tất nhiên là phải cài đặt rồi chứ không ai đến lớp mà mới bắt đầu cài đặt cả. Thế thì nhưng mà có thể đến lớp để ngồi mà làm bởi vì các em nhìn thấy cái chương trình của bạn Đông viết ấy thì cũng có mấy dòng thôi. Đấy. Và cái bài cáo thỏ thì cũng tương tự, chả khác gì cái bài của bạn Đông mà chỉ thay mỗi cái phương trình mà thôi. Thế thì cho nên là không phải có cái gì là khó lắm. Thì đến lớp mà làm thì bình thường là đến lớp lúc đấy làm chúng ta mất khoảng tiết đầu là cùng. Thế sau đấy thì sẽ còn 2 tiết để chạy thử thì là cô chỉ cần nhìn qua máy của từng bạn một là cô biết là đã làm được hay không là cô chấm rất nhanh. Đấy. Thế thì nhưng mà bây giờ chúng ta online như thế này mỗi lần cô chỉ chấm được một người thôi. Thế cho nên là cô muốn là chúng ta chịu khó là làm cái bài ở nhà. Thế làm trước đi. Và đến thứ bảy này thì cô gọi đến ai thì hoặc là bạn nào xung phong thì là hiện cái màn hình lên. Thế là nhìn thấy chương trình. Thế là ok. Là sẽ được một điểm. Đấy. Thì mỗi bạn thì chỉ mất độ khoảng 2-3 phút. 2 đến 3 phút ở cùng thì mới kịp được 3 tiết mà 60 người. Đấy, cho nên là các em chịu khó là cái bài thỏ và cáo ấy, thì các em có phương trình ở nhà rồi, cái phương trình của mô hình và có bạn Đông bạn đã làm được cái bài lò xo như thế rồi thì bây giờ các bạn nếu mà có khó khăn gì thì hỏi bạn một câu là chắc là cũng sẽ xong. Đấy, thế cho nên là ở đây là cô muốn là các em tự biết được một cái chương trình trên MATLAB mà các em nhìn thấy là cũng không có gì phức tạp lắm. Nó lại là một cái ngôn ngữ bậc cao ở đây cũng nói đến các kiểu dữ liệu nhưng mà mình có phải khai báo cái gì đâu, nó làm hộ mình hết. Thế thì cho nên là nó rất là đơn giản thôi. Thế cái nguyên tắc làm thôi. Thế cho nên là cô mong muốn là cái thứ 7 này là các em sẽ xong hết cái bài cáo thỏ về cái chuyện là từ phương trình của mô hình chúng ta viết ra chương trình mô phỏng. Đấy, cái buổi thực hành thứ hai thì sẽ phụ thuộc vào cái phương trình vi phân mà chúng ta sẽ tạo ra. Tí nữa thì bạn Thu sẽ trình bày về cách giải một cái phương trình hệ phương trình vi phân bằng MATLAB như thế nào. Thì đấy là nội dung của bài thứ hai. Và bài thứ ba thì là cũng vẫn bài cáo thỏ đấy, là chúng ta sẽ xây dựng cái sơ đồ mô phỏng. Thì bạn Quyền sẽ giới thiệu với các em cái cách sử dụng Simulink
thì sẽ dựa vào cái sơ đồ mô phỏng mà chúng ta đã xây dựng viết tay đấy, vẽ viết mà chúng ta đã làm bài kiểm tra đấy. Xây xong rồi trên cơ sở đó thì chúng ta dùng những cái khối tương ứng chúng ta lại làm ra được cái sơ đồ mô phỏng bằng Simulink và sẽ chạy trực quan để nhìn thấy. Thế thì cả ba cái bài đấy thì đều chuẩn bị trước ở nhà để mà chấm thôi. Thì được 3 điểm trong cái quá trình thì cũng là một cái rất là cô cũng nghĩ rằng là các em cũng thấy là vừa là thiết thực mà cũng lại là cung cấp cho mình thêm một cái cách làm. Và cũng là để mà biết để đến học kỳ 2 chúng ta làm đồ án môn học thì chắc chắn là phải dùng đến MATLAB Simulink. Thì ở đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta biết, đỡ mất thời gian để học kỳ 2 lại học lại như từ đầu. Đó. Thế bây giờ là cái 8 giờ 52 phút. Hoa trình bày hết khoảng bao lâu nhỉ? Nếu mà các bạn ra chơi muộn hơn một chút thì cho học kỳ vào. Nhưng mà tại vì là đổi phòng. Ừ đấy, nhưng mà giờ học thì đến tận 9 giờ 25 cơ. Đến giờ 25 thì mới vào lớp sau thì 9 giờ 10 là hết giờ đúng không? Dạ vâng. 9 giờ 10 thì bây giờ chúng ta còn 15 phút thì em có thì có hơi ít không nhỉ? Thu được bao nhiêu thì lại cứ trình bày bấy nhiêu, được không? Còn nếu không thì chúng ta cố...